Hoa sứ Lyra chào cả nhà ha. Hôm nay thì bên vườn em sẽ giới thiệu cả nhà mình 19 cây sứ Thái ghép á. Giá cây em bán hôm nay có giá từ 100 ngàn cho đến 900 ngàn một cây. Đơn hàng em gửi đi á là trên 200 ngàn em mới gửi nha cả nhà. Rồi số 1 thì hôm nay trong cái video này nó có số 1 là một lô thanh lý trước nha. 6 cây thanh lý giá 100 ngàn. Rồi cây đầu tiên Sĩ Thư nha. Đây là hàng thanh lý nha cả nhà. Thanh lý cũ bị cháy nắng có, rồi có cái thì em cắt lấy bo ghép rồi nó bung tựa lên lại. Và có cái tựa rất là dài luôn, về mình chĩa riêng được luôn nha. Tựa dài rụng trụi lá nè, này về mình chĩa riêng liền được. Rồi 6 cây 100 ngàn nha, Sĩ Thư. Cây đầu là Sĩ Thư, tiếp số 2 là một cây cũ hình quái nữa nè. Ghép giống này là hoa năm cánh, tên gì em quên mất tiêu rồi, hoa năm cánh nè, đỏ. Tiếp là một cây một cốt Librin và Thu Thủy Năm. À, rồi giống này là một giống hoa năm cánh nữa, Ngọc Diễm và Hòa Khánh. Hòa Khánh cây ghép 4 bo tựa dài chỉ viên được 4 nhánh nha. Rồi lô thanh lý này là 6 cây 100 ngàn. Tiếp số 2. Số 2 là Liberty. Hàng ghép nha cả nhà. Liberty 2 lớp, hồng cánh nhọn, sọc đỏ. Liberty 6 bo 100 ngàn. Số 3, một chậu vô hai góc. Mình thấy cái màu trắng viền hồng này là của Sĩ Thư 1 nha, 3 lớp. Trắng viền. Thơm nhẹ hoa rộ. Và củ bên đây là ghép Long Thành, 3 lớp đỏ tươi. Một chậu vô hai củ nè. Cây mình tựa khá dài luôn. 150 ngàn. Tiếp số 4. Số 4 ghép Nguyệt Tâm 2, 3 lớp. Đây màu sắc như hình luôn nha cả nhà. Cái màu này rất là đẹp luôn. Cây mình tựa dài lắm ạ. Ghép 5 bo 150 ngàn. Số 5 một cây củ hình quái, củ vô chặt chậu C10 luôn. Ghép Hạnh Phúc. Đây Hạnh Phúc mới vừa bung nhẹ ra nè. 3 lớp trắng sọc hồng. Hạnh Phúc 4 bo 150 ngàn. Mấy cái cây này thì về mình chơi vài đợt hoa nữa là mình chĩa riêng được luôn. Hoặc là mình thích mình chĩa liền được. Tại cái nhánh nó là nay nó rất là dài luôn rồi á. Tiếp số 6. Số 6 là Chờ Neo. Mặt hoa 5 cánh. Màu vàng. Đây, màu sắc như hình luôn. Chờ Neo 6 bo 150 ngàn. Số 7, màu hồng, Camellia, cây 8 bo 100 ngàn. Số 8 là Én. Én hoa 2 lớp, cây 6 bo 100 ngàn. Số 9, là ghép Nguyệt Tâm 5, 4 lớp màu đỏ, cây 8 bo 100 ngàn. Số 10, Kim Ngọc 7. Đây, Kim Ngọc 7. Cây 4 bo 100 nghìn. Số 11, ghép hai màu. Hồng lila 4 lớp màu hồng đậm với lại mắt bía 3 lớp màu tím sọc, cây 4 bo 120. Số 12, Kim Ngọc 5. Đây, Kim Ngọc 5. Kim Ngọc 5 6 bo 120 ngàn. Đây Kim Ngọc 5 mình tự dài lắm nha. Cái này anh chị em mà mình muốn sưu tầm giống ghép thì mình đón em này về làm giống ghép liền được nè. Số 13, Trà Mi 5. Đây Trà Mi một giống hoa to cánh viền, cây 10 bo 150 ngàn. Số 14, 14 là một cây vô hai giống. Hai củ to hai giống nha. Dân Huế 5, 3 lớp hồng, sọc đỏ, giống này xây hoa to. Với lại Nguyệt Tâm 5, 4 lớp màu đỏ. Cây này ghép một chậu vô hai củ, mà hai củ cũng khá là to luôn á, 180 ngàn. Mỗi một củ là ghép được là... Cái củ to này là ghép 4 bo mà tàn phân đều nha. Củ bên đây á, thì ghép 6 bo. Nhìn tàn tựa xum xuê.
180.000 một chậu hai gốc. Tiếp 15. 15 là sĩ thư 1 3 lớp trắng viền. Cây 8 bo 450.000, khúc sau này lại có một số cây hàng VIP nha. Đây sĩ thư cũ nhìn cơ bắp lắm, cũ chia từng múi chia đều xoay quanh cũ hết. Số 16. Quyết thắng 3 lớp đỏ. Và có một bo là của thằng tài san hô. Đây thằng tài san hô mới vô bẹ nè. Cây 6 bo 200.000. Số 17. Cẩm chướng. Cẩm chướng cái cụ hình hơi quái. Đây. Cẩm chướng cụ quái nha. Cẩm chướng màu trắng 3 lớp, trắng viền tím. Cây này là giá 600.000 ghép 10 bo. Cũ này là về được trên ngắm một sắc hoa đẹp và dưới mình chơi dạng cũ được luôn. Tiếp 18. 18 là cây hàng VIP dạng cấp cao hơn nữa, cây ghép hai màu. Giờ này nắng cùng chói. Đây, màu hồng là của Hồng Ngọc. Hồng Ngọc 3 lớp hồng đậm luôn, xoay hoa to nha. Cây mình hàng VIP này tựa rất là dài, tán bung rộng là cỡ ngoài 1 mét. Cây to. Rồi, ở đây là một giống hoa 2 lớp nè. Màu tím. Tím sọc trắng. Tên nó là Quân Tử. Cái mặt hoa này là nó 3 màu nha cả nhà, nó 3 màu sắc lận ạ. Tím là có pha đỏ với lại đi cái sọc trắng giữa cánh hoa nè, nhìn mặt hoa mình rất là có duyên luôn. Tên hoa là Quân Tử nha, 2 lớp. Cây mình ghép 8 bo. 4 bo Quân Tử, 4 bo Hồng Ngọc. Cây tàn rộng ngoài 1 mét tựa dài. Cái cây mình tựa dài thì cái tàn nó bung rộng ra hả. Đây còn cái củ nữa nè. Cái củ này là bên em còn chôn sâu để mà mình nuôi củ nữa nè. Rồi củ già lắm. 8 bo 900.000. Tiếp số 19. Long hành 3 lớp màu đỏ tươi. Long hành mới vừa bung ra nè. Rồi long thành cũng tàn bung rộng tựa dài. Từ cái mắt ghép ra là nó dài tầm khoảng từ 2 tấc rưỡi cho đến 4 tấc tùy theo nhánh. Giờ mình xem củ quái nữa nha. Cây này tán tròn, củ hình quái. Củ nặng, cái chậu nặng quá không xoay được luôn. Rồi cây ghép 9 bo 800.000. Mấy cây củ quái này, cây hàng VIP này em quay thì quay chung chung nó thế này. Nếu mà khách mình có nhu cầu muốn mua thì kết nối Zalo với em rồi em sẽ gửi hình, gửi video lại cho mình xem kỹ hơn về cái cây này ha. Tại nó to quá em không có bê, không có xoay nổi nên em quay hình như thế này cho mình xem thôi. Nếu mình có muốn mua, có nhu cầu thì cứ kết nối Zalo rồi nói em gửi video lại cho mình. Rồi hôm nay em giới thiệu mình 19 cây ha. Cả nhà mình xem, nếu yêu thích cây nào muốn đặt hàng cứ gọi theo số máy 0981813055. Số đó em có xài Zalo, mình có thể kết nối Zalo rồi nhắn tin ha. Rồi cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ.